Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi xe cũ Sơ Đức và Tình đến từ salon Ushika Việt Nam có địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà CT1B chung cư Hà Lộ Hôm Nen, phường Thượng Thanh, quận Đông biên Hà Nội Phải nói là rất lâu rồi, hôm nay thì em Tình mới lại mua và về được một chiếc xe Toyota Vios Thì chiếc này lại cực kỳ đẹp luôn các bác ạ Các bác thấy không, trên màn ảnh của các bác thì đó là một chiếc xe Vios mang trên mình ngoại thất là màu vàng cát nội thất kem và đây là một cái phiên bản cực kỳ là hợp lý về tầm tiền à, chiếc xe được uh, Phát trên mình màu vàng cát này, nội thất kem này và đây là phiên bản 1.5 EAT số tự động các bác nhé. chiếc xe được sản xuất đăng ký là năm 2021, tên cá nhân biển số tỉnh một chủ từ mới và xe thì chạy chuẩn zin 21.000 km theo xe, lốp thì còn nguyên bản theo cả dàn sơ cua chưa hạn. Vậy thì cùng em tình xem và đánh giá chi tiết về chiếc xe Toyota Vios này với tầm tiền chỉ hơn 500 triệu đồng một chút thôi là các bác đã có thể sở hữu được cho mình một chiếc xe cực kỳ bền bỉ, siêu tiết kiệm và rất là lành cũng như là rất là giữ giá trong phân khúc các bác nhé. ở phân khúc đan hạng B thì uh, Toyota Vios luôn được đánh giá được là một dòng xe rất bền bỉ theo thời gian cũng như là về độ chắc chắn và khả năng giữ uh, giá của dòng xe này nó rất là phổ cập đó. thì uh, nếu như bác nào thích cái sự bền bỉ và thích cái uh, tồn tại từ rất là lâu thương hiệu lâu đời của Toyota Vios rồi thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em ngay để có thể sở hữu chiếc Toyota Vios siêu lướt này của em nhé. Chiếc xe thì mới chỉ lăn bánh được là hai vạn 1 km chuẩn thôi, rất là mới, màu ngoại thất vàng cát thì cực kỳ đẹp rồi, đúng không ạ? À, tỷ lệ sơn zin của chiếc này thì còn rất là nhiều, lên đến 95% là tỷ lệ sơn zin trên toàn bộ bề mặt chiếc xe, xe rất mới các bác nhé. Đó, em sẽ đi quanh một lượt phần ngoại thất, sau đó em quay chi tiết đến phần nội thất để các bác xem. Đó. Sơn zin 95% quanh xe các bác nhé Rất rất mới ạ Em sẽ quay phần na răng cũng như phần nốp cho các bác này Nốp của chiếc xe thì mới đi được có 2 vạn 1 km thôi Rất là mới Và lốp thì nguyên bản theo xe các bác nhé Được sản xuất ở tuần thứ 47 của năm 2020 Và em quay cận cảnh thì các bác có thể thấy này Toàn bộ nguyên dâu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên của lốp các bác nhé Na răng thì rất mới rồi Gần như không có xước xác gì cả Đấy các bác thấy những cái phần nốt tem này còn nguyên bản nhé đấy rất mới này đó toàn bộ tất cả chi tiết theo xe là còn nguyên bản 100% phần trăm đó xe rất mới để các bác có để ý chi tiết những cái phần mép cản của bà đợt sốc này nó vẫn còn khít luôn các bác nhé khít luôn từ nhà sản xuất luôn chưa có dấu hiệu tháo lắp đâu ạ đó bộ đèn thì vô cùng là trong suốt rồi xe rất mới các bác ạ đó Sơn zin đến, đến 95% là một cái tỷ lệ sơn zin cực kỳ cao rồi các bác nhé với một chiếc xe sản xuất 2021 siêu lướt như thế này đó xi nhang thì có tích hợp trên gương chiếu hậu rồi đó. và toàn bộ là ốp tay hắm cửa là các bác chủ đã ốp chống xước mạ chrome hết rồi các bác nhé đó kính dán kính cách nhiệt hết rồi và đây là khoang nội thất chiếc xe này đầu tiên thì mình cùng đến với đi cánh cửa này các bác thấy rất là đẹp nhé nội thất kem cực kỳ giữ gìn này rất là sạch sẽ và toàn bộ tất cả chi tiết nhựa của phần uh, điều chỉnh nút bấm này còn rất là mới chưa hề bị xước xác gì cả. Đấy. À, tiếp đến thì em sẽ quay chi tiết phần tablo cho các bác xem nhá. Đó. Không hề bị xước xác một tí nào luôn. Và tất cả những cái chi tiết này đều được mạ uh, phần uh, nhựa, nhựa thôi nhưng được uh, sơn mạ kiểu chrome rất là đẹp. Đó. Rất là mới nhá. Vô lăng được khâu bọc da nguyên bản của nhà máy này. Rất là mới này, chưa hề bị uh, chảy xước gì cả. Đó. Xe thì có màn hình POL cũng như có cam lùi đầy đủ cho các bác rồi. Đó. Rất là mới. Đây là phiên bản 1.5e số tự động, một phiên bản cực kỳ phù hợp về tầm tiền, chỉ hơn 5 triệu, chỉ hơn 500 triệu thôi là các bác có thể sở hữu được cái chiếc xe Toyota Vios này rồi. Nội thất màu kem rất mới các bác nhé Đây các bác xem này. Nội thất rất là căng, rất là mịn. Đó. Đây là khoang nội thất hàng ghế thứ hai để các bác cùng em xem qua này. Quá mới luôn đúng không ạ? thực sự rất mới nhá Xe này về thì gần như là em tình không phải làm thêm bất cứ một phần gì cả Chỉ có rửa dọn và lên hình chào bán thôi Đó. Rất là đẹp Lốp láp là nguyên bản theo xe cả dàn rất mới luôn Đây em sẽ giật cái phần khoang cốp này lên Để bác, các bác cùng em xem qua phần khoang cốp nhé Và tất cả các chi tiết bậc bệ lên xuống này Ra vào cửa này là bác chủ đã ốp chống xước Giả vân gỗ rồi, cực kỳ đẹp luôn đó. Rất là cẩn thận nhá và thực sự với những bác đi cái dòng vai ớt này thì đó là những bác rất yêu xe rất cẩn thận rồi, rất chăm chút cho xe. Đó. nốp dự phòng nguyên bản chưa hạ lần nào, đó. Cực kỳ mới và khoang cốp thì vô cùng rộng nhá. Đây là một cái tầm tiền chỉ hơn 500 triệu thôi. Nó sẽ rất là hữu ích cho các bác. Rất là phù hợp về khoang ngồi rất là rộng rãi này, về khoang cốp rất là rộng trong những chuyến mà các bác đi về quê hay đi xa. Thì đẻ đồ là vô cùng là tiện lợi rồi. Đó. Xe có trang bị camera nổi các bác nhé. Đó. Có cả cảm biến và chạm sau cho các bác luôn. Hai mắt cảm biến và chạm sau. à, cùng em xem qua nốt phần nội uh, thất ở bên phụ này. Các bác xem tổng quát chi tiết giúp em luôn nhé. Đó. Rất rất mới ạ. Thực sự không có điểm là chê luôn. Quá là hoàn hảo với một chiếc xe 2021 siêu lướt như thế này. Đúng không ạ? Toàn bộ chi tiết táp lô này nội thất ghế da rất là căng rất là mịn và rất là mới nữa đó đấy thì chiếc xe này nhá em xin tóm tắt lại thông tin này đó là chiếc Toyota Vios phiên bản 1.5e số tự động sản xuất 2021 mới chạy 21.000 km zin tên tư nhân biển số tỉnh một chủ từ mới màu vàng cát nội thất kem và hiện tại thì giá bên em đang trả bán là 529 triệu đồng vẫn còn thương lượng và gia lộc được cho quý chị thiện chí nhé. À, bên em bán thì luôn luôn có cam kết và bảo hành cho tất cả quý anh chị trên toàn quốc là xe không đâm đụng, không tai nạn, ngập nước, thủy kích, máy móc động cơ số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn, sang tên minh bạch, không tranh chấp, không phạt nguội và em bao km zin cho các bác là xe chạy chuẩn hai vạn mốt nhé. Đấy thì anh chị nếu như mà có nhu cầu thì à, liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở trên phần hotline và inbox zalo cho em hoặc là anh chị nếu như có thời gian rảnh thì có thể qua trực tiếp cửa hàng em tại địa chỉ tầng 1 tòa nhà CT1B. Trung cư Hà Nội Omnen phường Thượng Thanh quận Long Biên Hà Nội để có thể xem xe và lái thử cảm nhận về sản phẩm. Đó, xe bên em bán thì luôn luôn là bao test toàn quốc rồi. Anh chị có thể kiểm tra hãng hoặc là kiểm tra gara người quen để có thể trích test lại chất nước và nếu như sai cam kết em tình sẽ nhận lại xe hoàn lại tiền cho mọi người và vẫn luôn hỗ trợ anh chị nào giao xe toàn quốc này, hỗ trợ anh chị việc đăng ký sang tên đổi chủ, rút đồ sơ gốc và đặc biệt hơn, nếu như anh chị có nhu cầu trả góp thì em vẫn hỗ trợ vay bánh tối đa lên đến, đến 70% nhé. À, clip về chiếc xe Vios bản e số tự động 2021 ngày hôm nay của em tình thì cũng kết thúc tại đây kính mong mọi người xem thì hãy ủng hộ em tình để em có nhiều động lực hơn nữa mua được nhiều xe về phục vụ tất cả bà con trên toàn quốc nhé đó thì em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo Xin chào mọi người ạ